Toàn thị xã Phú Mỹ hiện có hơn 11.000 hội viên sinh hoạt tại 10 cơ sở hội. Trong năm, các cơ sở hội đã thành lập mới 21 chi tổ hội nghề nghiệp với 148 thành viên tham gia. Thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân thị xã Phú Mỹ năm 2023. Năm 2023, Hội Nông dân thị xã Phú Mỹ đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân cho gần 1.300 lượt hộ nông dân vay vốn với số tiền hơn 67 tỷ đồng. Giải ngân cho 66 hộ nông dân từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số tiền gần 3,3 tỷ đồng. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thu hút đông đảo hội viên nông dân Phú Mỹ tham gia. Qua bình xét, toàn thị xã có hơn 3.200 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Dịp này, Hội Nông dân thị xã Phú Mỹ đã tặng giấy khen cho 13 tập thể, 30 cá nhân và 10 gia đình nông dân tiêu biểu trong thực hiện công tác hội và phong trào nông dân năm 2023.